tỉnh Bình Định nằm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam với thiên nhiên tuyệt đẹp, ẩm thực phong phú và rất nhiều điều thú vị. Quy Nhơn, thành phố trung tâm Bình Định, cách thành phố Hồ Chí Minh 60 phút và Hà Nội 90 phút di chuyển bằng máy bay. Đây là thành phố du lịch, điểm đến mới thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Dự án Lemian Quy Nhơn, quy mô lên tới 113 hectare, tọa lạc tại khu vực bờ biển đẹp nhất ở phía bắc trung tâm thành phố Quy Nhơn của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thành Châu. Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà HDTC, nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam với 37 năm kinh nghiệm để xây dựng những khu resort sang trọng bậc nhất Việt Nam. Từ dự án Lemian Quy Nhơn đến sân bay Phù Cát chỉ mất 15 phút đi theo tuyến quốc lộ 19B và tới trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 15 phút. Từ đây, du khách có thể thỏa thích tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời ở đây. Lemian Quy Nhơn, điểm nhấn mới của thành phố biển Quy Nhơn, khu kinh tế Nhân Hội. Park Villa hướng biển được xây dựng với kiến trúc đa dạng. Toàn bộ các biệt thự có tầm nhìn hướng biển ấn tượng khi có sự phân tầng độ cao. Bởi thế mà dự án đã mang lại tầm nhìn khoáng đạt, giúp cho du khách cảm nhận được sự dễ chịu, thư thái mỗi khi lựa chọn nơi đây cho kỳ nghỉ dưỡng của mình. Khu vực Park Villa hình thành nên một trục không gian dài 360 m, kết nối biển và khách sạn với nhau bởi chủ đề nước. Khu vực hồ nước là một điểm hấp dẫn, được kết nối bởi 4 hồ bơi và 5 hồ cảnh quan, tạo nên một hình ảnh vô cùng độc đáo và chắc chắn sẽ trở thành địa điểm tham quan hot nhất Việt Nam. Adam Club, câu lạc bộ dành cho nam, và Eva Club, câu lạc bộ dành cho nữ, là nơi tụ họp giao lưu của các hội viên câu lạc bộ, sẽ trở thành một nơi tạo nên các cuộc gặp gỡ sang trọng nhất cho du khách. Bạn có thể trải nghiệm những bể bơi độc đáo của từng khu, thư thả thảnh thơi dạo trên bờ biển xanh cát trắng nắng vàng dài 1,8 km, được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất vùng biển Quy Nhơn. Tổng 4 khu chung cư với 13 tòa, cao 38 tầng, được xây dựng với nhiều tiện ích hiện đại. Tất cả các căn hộ đều có tầm nhìn ra biển và ban công riêng, private terrace. Bên trong căn hộ được hoàn thiện bằng vật liệu chất lượng cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng. Phần khối đế được bố trí nhiều không gian chung và nhiều tiện ích phục vụ cho chủ nhân căn hộ. Mỗi tòa chung cư đều có hầm xe riêng, đảm bảo tính tiện lợi cho người dân trong việc đậu xe, đồng thời bố trí hồ bơi, đài phun nước, sân chơi trẻ em theo đặc điểm của từng khu phức hợp để cư dân có thể sử dụng mọi lúc. Sun Villa là quần thể biệt thự biển đơn lập cao cấp gồm 234 căn, được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại với 6 phong cách ấn tượng. Biệt thự được thiết kế 3 tầng, sở hữu bể bơi riêng. Bạn sẽ được đắm mình trong khung cảnh thanh bình, hoàn toàn được thư giãn trong một không gian thật sự riêng tư. Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung, thoải mái, tiện nghi. Tầng 2 và tầng 3 được bố trí thành không gian ở và không gian nghỉ ngơi với đầy đủ tiện nghi. Khách sạn Lemian Quy Nhơn là khách sạn 5 sao gồm 2 tòa tháp với thiết kế độc đáo và đầy cảm xúc như ôm lấy biển, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sự sang trọng vượt bậc và dịch vụ tuyệt hảo cho du khách. Hình ảnh dãy hồ bơi nhân tạo xuyên qua khách sạn kết nối với bờ biển tạo nên một điểm nhấn vô cùng độc đáo, một khung cảnh lãng mạn và là một điểm check-in hấp dẫn duy nhất chỉ có tại Lemian Resort and Hotel. Bạn cũng có thể trải nghiệm điểm ngắm cảnh đẹp nhất và lưu lại cho mình những bức ảnh cực chất với khung cảnh lãng mạn tại Sky Lounge trên tầng 28. Ở tầng khối đế được bố trí nhiều dịch vụ tiện ích tạo nên sự thuận tiện cho du khách. Mỗi phòng khách sạn được thiết kế có view biển với nội thất đẳng cấp, sang trọng và tinh tế. Các phòng khách sạn ở tầng 3 đều được kết nối trực tiếp với hồ bơi vô cực. Shopping mall được xây dựng như một tiện ích phụ trợ, kết nối với khách sạn, có vị trí tại tuyến đường Sầm Uất, kết nối toàn khu kinh tế Nhân Hội. Du khách vào khách sạn và shopping mall có thể sử dụng hầm giữ xe chung theo lối vào của khách sạn. Mô hình Lemian Shophouse Plus là dạng nhà liên kế kết hợp thương mại và dịch vụ lưu trú, mang lại giá trị lợi nhuận kép cho nhà đầu tư. Trong khu shophouse, căn hộ sẽ được xây dựng các hầm đậu xe riêng. Các cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhỏ như nhà hàng, quán cà phê sẽ được đưa vào từng khu phức hợp, tạo ra một khu thương mại để tất cả các du khách đến thăm Lemian Resort đều có thể sử dụng được. Một không gian thấu hiểu giá trị của bạn và làm cho cuộc sống của bạn tỏa sáng, thăng hoa. Lemian Quy Nhơn, cơ hội đầu tư, an cư, nghỉ dưỡng.